Trần Hành Production. Tiền thì nhiều, tình thì không thiếu, sao niềm vui được. Mắc cười quá. Đọc cái gì mà vui quá vậy? Ủa, em đọc chuyện cười. Chuyện cười anh đọc hết rồi. Mà thấy có chuyện gì đâu vui. Ủa, vậy là anh chưa biết chuyện thằng trai trai rồi. Chuyện này vui lắm. Chuyện này của người ta là lên phim truyền hình rồi đó. Ai cũng biết chuyện của mình, anh không biết hàng chi là anh biết thế nào là niềm vui rồi. Cái này anh chưa có đọc. Ừ, đâu phải là chuyện này anh thấy muốn đọc là đọc được đâu á. Mà sách này bán đâu vậy? Ý anh? Sách này là người ta bộ giáo dục là độc quyền thân khói, không phải mua ngoài nhà sách là có đâu nha. Nghe đâu rồi, sách thì mắc lắm. Mà tại vì do em nằm trong nội bộ á, cho nên người ta tặng em á, thì nó bán được ngoài đó chục triệu một cuốn. Dối gì? Ừ, giỡn đâu. Bán hả? Ồ, bán người mất công, anh nói bán mắc mắc rẻ này kia nữa, ăn mà không có thích vậy. Sợ nhiều khi anh nói rồi, bán anh bán mắc nữa rồi em mang tiếng nữa. Sao? Bán là chẳng thấy này vui rồi. Mà anh muốn mua thiệt không? Thiệt, anh mua rồi. Nếu mà anh muốn có ý muốn mua thịt thì thôi em để lại anh luôn. Anh bán em bán để lại giá rẻ 5 triệu thôi. Quá tốt rồi. Anh nghe nó bán cuốn này có 10 triệu quá mà thôi. Thấy anh cũng thích cho nên thôi em bán để giá rẻ thôi 5 triệu thôi. Đó thôi. Mà anh nghe em dặn này nha, là cái quyển sách này á là anh coi hả, càng coi càng vui nha. Nhưng mà anh nhớ á, tại vì lúc mà em được tặng á, người ta có dặn em là anh nhớ đừng có đọc cái trang cuối. Đọc trang cuối là tự nhiên cái mình buồn, cái mình nhiều khi mình nóng giận, cái mình nhiều khi mình tức, cái mình ói máu mình chết luôn á. Ủa, chị cười mà làm gì ghê vậy? Người ta dặn em vậy cho nên em không có dám đọc trang cuối. Mình dặn anh hờ thôi, đừng có đọc trang cuối à, phải mất công bao nhiêu nỗi buồn về á. Ủa nè, anh lấy đi 5 triệu. Rồi rồi. Dạ 5 triệu không? Ừ. Cái này là tình nghĩa không nè. Đủ không hả? Đủ, rồi anh đếm rồi. Này lên. Anh cũng diễn tập nha. Cái này có dư 10 ngàn à, trả nữa rồi. Ừ, trả 10 ngàn đó. Ơn nha. Dưới ngồi. Thôi đó, bán rồi. Thôi, cứ gì từ từ đập đi nha. Thôi, thôi. Ừ. Nhớ nha, nhớ dặn là không được một trang cuối. Trời ơi, biết rồi, biết. Ừ. Thank you.
thử nó hay cỡ nào. Đúng là thiệt hả mấy cha, càng đọc càng đúng là hay, đúng là một siêu phẩm. Có tiền lắm. Đấy, đêm nhà để dành tặng chú Tư nữa. Con thật hay thế. Nhưng mà còn một trang túi muốn xem chứ hết luôn. Nhưng mà trước khi mua, nhưng mà anh nhớ á, tại vì lúc mà em bị tặng á, người ta có dặn vậy là anh nhớ đừng có đọc cái trang cuối. Đọc trang cuối là tự nhiên cái tự nhiên cái mình buồn, cái mình nhiều khi mình nóng giận, cái mình nhiều khi mình tức, cái mình ói máu mình chết luôn á. Đang hay mà giờ còn một trang nữa không xem muốn quá. Quyết định xem mới được. Oh no. Không sợ. Cái gì? Uống gì kêu đi. Em ơi, em đi cà phê đá. Anh đi uống nhá. Không uống nãy giờ uống cũng ngon. Không đâu, nhà đá chơi ngon quá.
mình muốn lùi lùi non quá thì giờ cũng chả chơi được rồi, chứ gì cái bà ăn chơi được rồi. Sao giờ này sao làm ăn ngon không? Cái này nhìn cay được lắm mà. Giờ này có được ngon rồi nhỉ? Đúng không thế? Này rai nè. Sống cà phê với bạn bè rồi giao lưu rồi chơi. Thế là quá trời cái này mới dặn ăn bè luôn này mình mới gặp lại. Tâm sự để lâu quá thì lại nó nhạt thai á. Mày đeo nữa hả? Uống cà phê đi cái dữ luôn á, uống cà phê quen. Mà nếu bạn cố tình nhá giành giải như vậy hả, mình cũng đâu còn cách khác là đâu. Ôi mình để cho bạn trả cũng thôi bằng buồn mình nữa. Thật là mình cảm động quá nên đó mình không có buồn đâu, mình sẽ nghe theo quyết định của bạn. Nếu mà đã hiểu nhau như vậy á là mình cảm thấy thoải mái lắm á. Bởi vì mình nghĩ là đâu nhất thiết mà mình hòa với trả tiền đâu đúng không? Mà trong khi bạn mới lĩnh lương mà không lẽ mình trả tiền mà buồn làm sao? Mình phải làm cho bạn vui chứ. Chúng ta á, cái gì đồng tiền cũng mà làm cho tình bạn cũng vui. Mình thấy hối hận lắm khi mà lấy cái chuyện lĩnh lương để nói với bạn. Thật sự là nếu mà xấu nó mới mang chuyện tiền bạc ra coi thường bạn bài hát. Nhưng mà mình nghĩ là bạn là người tốt, mình tin bạn. Chỉ các bạn mới được mình vui lắm. À thôi thì nghe mình không dành trả tiền nữa, sẽ nhường cho bạn. Mỗi đứa trả tiền là một cái niềm vui và một niềm vinh hạnh đối với mình á, chứ một người bạn như bạn á. Nhưng mình sẽ duy bạn, sẽ nhường cái vinh dự này cho cái người bạn mà mình yêu thương nhất luôn á. Không ngờ mình lại có một người bạn tốt như vậy. Mấy hôm nay mình lại không quan tâm đến. Mình thấy thật sự có lỗi lắm. Mình sẽ chuộc lỗi bằng cách sẽ không tranh giành cái gì thuộc về bạn nữa. Cũng như cái buổi tích tiền này. Ủa nhưng mà chuyện cái chuyện đó bạn đừng có lo, mình có muốn có trở thành người bạn bất nghĩa đâu. Mà như bạn có nói ai trả tiền trước được đúng không? Cho nên mình sẽ trả hết tiền cho bạn. Và làm sao nha. Anh để cho mình trả tiền thật sao? Học chứ, chứ mình đàn bạn làm gì?
tất cả những gì mà thể hiện tôn trọng bạn bè mình chỉ có thể làm như vậy thôi. Coi như là tôn trọng ngồi, chứ mình đâu có biết làm gì tốt hơn nữa đâu. Bạn nghĩ điều đó là tôn trọng thì sao? Ủa nãy bạn có nói đó, dành trả tiền là không tôn trọng bạn làm gì? Mình chỉ nói chơi thôi, đừng có để bụng người quan tâm đến. Quan trọng là tình cảm bạn bè chúng ta. Bạn có nghĩ vậy không? Ủa thì mình học ý nhau thật mà, nên mình hiểu trong đầu bạn đang nghĩ gì luôn á. Mặc dù bạn không nói ra, nhưng mà suy nghĩ giống nhau mà. Nếu mà mình dành trả tiền cho bạn á, bạn sẽ buồn mình lắm á. Nếu mình không buồn thì sao? Ôi bạn đừng có dối lòng mình nữa, mình nhìn vô đôi mắt bạn là mình cảm nhận được mà. Mình biết mình đang suy nghĩ luôn á, mà suy nghĩ bằng tìm cách nào mà mình cảm được mà mình không buồn nữa đúng không? Không, mình không có buồn nữa đâu, anh cứ không. Sao nãy bạn nói mình cảm thấy bạn cũng buồn mà sao thay đổi rồi? Ừ, tại sao bạn biết không? Tại theo lẽ là bạn trả tiền là mình cũng buồn lắm á. Nhưng mà tại vì mình mới có tiền nên là mình quên hành bớt. Vậy là hôm nay mình trả tiền đó hả? Đúng rồi, chứ mình có đem tiền đâu, sao mình trả tiền được. Buồn quá đi. Ồ, rõ ràng đúng như ý nguyện muốn được trả tiền của bạn rồi còn gì nữa. Sao bạn buồn? Bạn được trả tiền cho mình nè, rồi mình không có buồn nữa nè. Thấy chưa? Thấy cũng đâu có rõ lắm đâu. Nhưng mà bạn nhớ là lần sau là uống cà phê mình nữa nha. Ủa chắc chắn rồi, phải uống cà phê nữa chứ. Nhưng mà mình không có chứ có hứa là bữa nào á. Tại lúc này công việc đi chai của mình lâu vô lắm, bận rộn lắm. Lúc này mình vô mình đủ rồi, mình đi chai rồi. Không có được nghỉ chơi với mình đâu đó. Sao mình chơi, nghỉ chơi với bạn được. Mình là bạn thân, mình tốt với nhau mà. Yêu thương nhau mà không hết mà nghỉ chơi gì. Bạn đừng có suy nghĩ tùm lum nữa, bạn đừng có ân hận ái nái gì cái chuyện mà dành hết tiền với mình nha. Bạn suy nghĩ ra được cái suy nghĩ đó của mình luôn hả? Ôi mà gì chứ, cái gì bạn thương tính tiền nha. Ôi kể rồi, giờ nghỉ ngơi cái chuyện mai rồi chứ bụng thì được cái cay thật tốt nữa. Vậy chứ, bạn có hồng chương rồi. Ôi, bạn sao nhớ đem tiền cho bạn gia trái. Ôi biết rồi, tại mình là... Ủa? Hình như lần này là cái mười mấy quên đem tiền phải? Câu hỏi của ta lần này giống với câu hỏi của ba lần trước. Rồi, trả lời đi. Dạ, cảm ơn thầy. Thì ra là hồi nãy giờ thầy chỉ thử thách con thôi. Dạ, và câu trả lời cuối cùng của con là không phải. Cửa mặt hết. Tên cậu thầy. Rách áo ta. Rách áo rồi. Cảm ơn thầy. Tôi đau lòng cái áo của tao quá đi. Thôi, nhận người thấy đi về đi. Ủa? Sao vậy thầy? Đồ con đem đây đi luôn rồi. Khỏi về lấy đồ, soạn đồ làm gì nữa. Không, nhận người không hiểu ý của ta. Nhận người hãy đi về và đừng bao giờ bước chân đến đây mà hà tâm sư học đạo nữa. Bởi vì cuối cùng nhận người cũng trả lời không đúng. Thầy phải cho con biết lý do chứ. Lý do nằm ở câu hỏi. Cho dù nhà ngươi trả lời như thế nào cũng không thể nào đúng được. Bởi vì nhà ngươi không thấy sự vô lý ở câu hỏi hay sao? Tại sao hai người cùng chung ra một ống khói mà một người mặc sạch và một người mặc bẩn? Điều đó rất là vô lý. Nhà ngươi có trả lời bao nhiêu lần đi nữa thì nó cũng thực sự vô lý. Cho nên không có câu trả lời trong câu hỏi này. Và trí tuệ của nhà ngươi như vậy, thua anh ve chai thì cũng phải rồi, nhà ngươi phải chấp nhận đi. Thôi, ta đi đây. Mất một buổi trời quay phim của ta.
Thầy, thầy bỏ đi luôn cái thầy. Thầy bỏ luôn, ông tầm sư học đạo, bỏ luôn giờ học ai.